Thưa quý vị, Quốc hội khóa 15 đã tiến hành kỳ họp bất thường vào sáng nay 4 tháng 1 theo hình thức trực tuyến, kết nối đến 62 điểm cầu đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành cả nước. Riêng đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố Hà Nội tham dự trực tiếp tại điểm cầu chính. Ở điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dự họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đây là kỳ họp bất thường đầu tiên chưa có tiền lệ trong lịch sử Quốc hội, bởi trước yêu cầu bức thiết của đất nước Quốc hội cần kịp thời quyết định các vấn đề có liên quan đến khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét thông qua một dự án luật, ba dự thảo nghị quyết rất quan trọng. Kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 1 năm 2022. Hôm nay, Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy cao độ tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ, tâm huyết, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tập trung thảo luận, đóng góp tích cực vào các nội dung để kỳ họp thành công một cách thực chất, đáp ứng mong đợi của đồng bào và cử tri cả nước. Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với dịch Covid-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội. Đây là chính sách bổ sung ngoài khung khổ chính sách tài chính tiền tệ đã được Quốc hội quyết định trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam, tuyến phía Đông, giai đoạn 2021-2025, nối từ cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đến đất mũi Cà Mau, tổng chiều dài khoảng 2063 km, quy mô từ 4 đến 10 làng xe. Giao thông là mạch máu của nền kinh tế, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay việc sớm triển khai thực hiện dự án càng có ý nghĩa thiết thực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế có tác động lan tỏa củng cố và phát triển liên kết kinh tế vùng cũng tại kỳ họp quốc hội xem xét thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật đầu tư luật đấu thầu luật điện lực luật doanh nghiệp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trong ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo nghị quyết chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với dịch COVID-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và phát triển bền vững kinh tế xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội. Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15, đặt mục tiêu khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt bình quân 6,5-7% năm suốt giai đoạn 2021-2025. Phục hồi phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Chương trình xác định khung những vấn đề trọng tâm được tập trung giải quyết trong năm 2022 và 2023 gồm 1 mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch bệnh 60.000 tỷ đồng. 2. Đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm 53.150 tỷ đồng. 3. Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 110.000 tỷ đồng. 4. Phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển 113.850 tỷ đồng. 5. Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khoảng 10.000 tỷ đồng cũng được huy động từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Chương trình sử dụng chính sách tài khóa tổng quy mô 291.000 tỷ đồng và được điều hành đồng bộ linh hoạt để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Ủy ban Kinh tế cơ bản thống nhất với các quan điểm nêu trong tờ trình, đồng thời đề nghị xác định rõ và bổ sung quan điểm việc nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế, chỉ sử dụng bội chi ngân sách nhà nước để chi đầu tư phát triển. Nguồn lực đưa ra phải hấp thụ được ngay trong 2 năm triển khai chương trình là 2022-2023. Về chính sách tài khoá, Ủy ban Kinh tế cũng tán thành việc chấp nhận thâm hụt ngân sách nhà nước tăng ở mức cao hơn, mỗi năm tăng khoảng 1% đến 1,2% GDP trong 2 năm thực hiện chương trình. Về chính sách tiền tệ, Ủy ban Kinh tế đề nghị cân lượng hóa các giải pháp của chính sách tiền tệ để đánh giá tác động đến nền kinh tế. Ủy ban Kinh tế đề nghị theo dõi sát tình hình và có các kịch bản ứng phó trong quá trình huy động nguồn lực, tiếp tục tính toán các giải pháp căn cơ thực hiện phòng chống dịch và dành nguồn lực cho chương trình Việc vay nợ phải phù hợp với tiến độ sử dụng vốn, phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn. Trong trường hợp thu chi ngân sách nhà nước khả quan hơn, cần nỗ lực duy trì các chỉ tiêu an toàn nợ trong mức cảnh báo. Chính phủ và các bộ ngành cần cam kết làm rõ trách nhiệm chính trị, trách nhiệm giải trình, cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo và giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, bảo đảm đúng mục tiêu, tránh lạm dụng chính sách bảo đảm tính hiệu quả và khả thi. Với chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Tờ trình của Chính phủ và thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đều nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án để cụ thể hóa kết luận số 11 của Hội nghị Trung ương khóa 13, Nghị quyết số 16 của Quốc hội là đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường Bộ Cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo tờ trình của chính phủ, dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 gồm 729 km chia thành 12 dự án thành phần có thể vận hành khai thác độc lập, triển khai theo hình thức đầu tư công. Sau khi hoàn thành sẽ nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước. Tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng. Về tiến độ, chính phủ xác định 2 năm 2021-2022 là công tác chuẩn bị năm 2022-2023 giải phóng mặt bằng tái định cư. Như vậy, trường hợp không phát sinh các tình huống phức tạp, đến cuối năm 2025, công trình này có thể thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác năm 2026. Thẩm tra dự án, Ủy ban Kinh tế cho rằng đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công là có cơ sở. Chính phủ cần nghiên cứu đề xuất các giải pháp hữu hiệu để huy động nguồn vốn ngoài nhà nước cho các dự án giao thông PPP đã được Quốc hội phân bổ vốn theo kế hoạch. Tuy nhiên, đề nghị chính phủ bổ sung làm rõ phương án điều hòa nguồn vốn, khả năng hấp thụ vốn đầu tư công trong giai đoạn 2021-2025 để công trình về đích đúng tiến độ, để thu hồi vốn đầu tư. Chính phủ cũng cần làm rõ cơ chế nhượng quyền thu phí, tổ chức thu phí, khẩn trương trà soát, hoàn thiện quy định pháp luật, khắc phục những tồn tại hạn chế của việc thu phí các công trình giao thông. Trong thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng cho ý kiến về các nội dung, phương án phân chia các dự án thành phần và tiến độ hoàn thành cơ chế chính sách triển khai đầu tư dự án phương án giải phóng mặt bằng tái định cư phương án thiết kế sơ bộ và lựa chọn công nghệ chính thực hiện dự án